Chào các bạn đã đến với kênh của mình nha bạn. Lên cấp thời gian của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món chả giò các bạn. Ở bên đây thì mình mua mình nửa ký thịt nè bạn. Mình về mình tự bằm nha bạn. Mình mua nửa ký thịt đùi mình tự bằm. Ở bên đây mình có một ít tỏi băm và một ít hành băm các bạn, để mình chuẩn bị ướp á. Còn bên đây mình có nước mắm ngọt để chút mình sẽ chấm các bạn. Ở đây nước mắm là mình sẽ nấu các bạn, nấu từ nãy giờ rồi. Giờ mình để nguội rồi, tí xíu mình sẽ làm nước mắm sau nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ mình cho qua bên để mình ướp. Ở đây là thịt của mình đã bằm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ ướp. Chứ là mình ướp trong đây là một muỗng tỏi nè các bạn, còn một muỗng hành tím nha bạn. Cái thông thường chả giò các bạn ướp đường ướp thôi để nó cháy nha. Nửa muỗng cà phê đường, không có bạn có ướp đường cũng được. Bột ngọt này chúng ta cho một nửa thôi nha bạn. Bạn ăn bột ngọt thì mình sẽ cho nhiều hơn một tí. Muối thì mình sẽ cho một gốc tư muối thôi, không phải cần cho nhiều. Nước mắm á, chi chả giò nước mắm á, tụi bạn đừng có làm nó trong nó sẽ mặn quá đó. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng thôi nha các bạn, đúng một muỗng thôi. Mình sẽ cho vào đây một ít tiêu nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ trộn đều nó lên nha. Trộn đều, bây giờ mình sẽ để cho nó thấm trong khoảng 15 hoặc 20 phút quá bạn. Rồi mình sẽ trở lại mình cuốn nha bạn nha. Mình sẽ đợi trong vòng 15 phút để mình cho nó thấm khoảng 20 phút. Mình có nửa củ khoai lang này các bạn. Mình sẽ bào nó ra nhỏ nha bạn, không mình sắc sợi cũng được để mình trộn vô. Nếu các bạn nào không thích mình sẽ mua cái củ khoai môn á, vì mình bào vô cũng rất là ngon. Nhưng ở nhà hiện tại đang có củ khoai lang thì mình sẽ làm củ khoai lang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế nó một hồi nữa. Nói chung là gọt sạch sẽ, mình đã rửa và gọt sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ đi sắc sợi nó ra để một hồi cái này khoảng 15-20 phút sau nó thấm á này. Rồi mình sẽ trộn nó chung các bạn. Sau 20 phút đó, ở đây mình có hai bịch chiên chả giò nè các bạn. Mình sẽ bỏ qua một bên. Khoai lang của mình hồi nãy mình đã bào rồi nên mình sẽ cho hết vô đây nha bạn. Mình cho vào đây là cho nó mềm, cái miếng thịt đó nó không có cứng luôn nha các bạn. Mình sẽ trộn đều nó lên nha. Mình sẽ dùng ba tay và trộn, mình sẽ dùng chiếc bát tay để trộn đều nó đều như vậy. Cái này rất là thơm luôn. Đây mình trộn đều như vậy bạn. Bạn nào thích thì mình sẽ bỏ một ít hành lá nữa vô nha các bạn. Nếu bạn nào không thích thì thôi mình không bỏ hành cũng được. Mình ta bây giờ có một cái dĩa nha các bạn. Và mình bỏ xuống mình sẽ cuốn nó nha. Các bạn sẽ cuốn nó, các bạn sẽ trải cái bánh tráng xuống như vậy. Bánh cuốn chả giò như vậy mình sẽ vớt vô. Tùy theo các bạn muốn ăn nhiều thì mình sẽ cuốn nhiều, cuốn nó sẽ ú lên á. Còn nếu như mà ăn ít á, mình sẽ cuốn ít lại. Đó, các bạn thấy gấp lại như vậy. Rồi mình nắm chặt cái cuốn chả giò. Nó rất là đẹp chứ các bạn. Đó. Giờ mình sẽ cho qua bên đây. Mình sẽ cuốn tiếp nha các bạn. Cái này thì nó cũng hơi nhiều các bạn. Này nó hơi nhiều các bạn, nếu bạn cuốn thì cũng phải là hết hai bịch này đó. Bạn cứ làm cho nó chắc cái cuốn chả giò vô. Bạn dùng cái tay nắm từ đây, mình sẽ cuốn nhẹ nhàng nó vô. Nó sẽ được cuốn rất là đẹp luôn á. Cái này cũng vậy nè. Nếu mà bạn ít ăn khoai thì mình sẽ ít bào vô. Mình sẽ bào ít thôi. Còn cái này khoai vô nó sẽ làm mềm cái cuốn chả giò của mình nè bạn. Nó rất là ngon nha, chứ không phải là thịt không, là ở trong nó sẽ cứng. Chứ thông thường mình sẽ trộn thêm nấm mèo, nhưng mà ở đây mình sẽ không trộn thêm nấm mèo. Mình sẽ chỉ có trộn khoai thôi. Nhưng mà bạn ông ấy mình ra mình trộn khoai sót á, củ sót nó rất là ngon. Ở đây mình chỉ trộn khoai lang thôi các bạn. Nó rất là đơn giản và rất là dễ làm luôn. Mình thấy không? Rất là đẹp. Các bạn, mình sẽ cho sát vào đây nghe bà.
Đó, giờ mình cuốn xong rồi. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt vào tủ lạnh khoảng cỡ 15-20 phút hoặc nửa tiếng gì đó bạn cũng được. Để cho nó khô cái này nè bạn. Đó. Rồi các bạn chiên lên nó rất là ngon và rất là giòn. Bây giờ mình sẽ đem vô mình bỏ vào tủ lạnh rồi mình sẽ trở lại mình làm nước mắm nha bạn. Nước mắm đường của mình đã nấu rồi đó bạn. Bây giờ nó đã nguội rồi nè. Nó nguội nó rất là kẹo, rất là ngon nè. Các bạn nên nhớ là nước mắm mình sẽ nấu để trong phòng tủ lạnh á. Các bạn ăn trong vòng 1 tới 2 tháng nó cũng không sao hết nha bạn. Các bạn đừng có phải đổ đường sống vô nha bạn. Bây giờ mình sẽ nấu nước mắm này lên rồi á. Ở đây mình có một ít rửa trái chanh này các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt hết rửa trái chanh này nha. Mình sẽ nặn vô nước mắm của mình. Cái chanh này là chanh không hột đó các bạn. Không nên mình sẽ nặn thẳng vô luôn nha. Mình nặn thẳng rồi mình vuốt nó mình lấy cái tép luôn á các bạn. Còn nếu các bạn nào muốn mình giả lấy tép riêng ở ngoài cũng được. Còn mình thì mình sẵn tiện nên mình lấy tép luôn. Bắt nặn xuống các bạn sẽ lấy tép được luôn. Ở đây các bạn trái chanh này nó hơi ít trước đó các bạn. Mình sẽ nặng nó luôn. Nó sẽ quậy đều nó lên. Đó, các bạn đã thấy cái mắm mình đã kẹo rồi ha. Còn cuốn này nó không có hột các bạn. Mình sẽ nặng kêu luôn. Mình sẽ quậy đều nó lên. Ở đây mình có một ít ớt và tỏi. Mình sẽ cho ớt vào trước các bạn. Mình sẽ cho hết cái số ớt này. Cho hết số ớt đó mà mình sẽ bỏ vào nhà mình có con nhỏ đó mà nãy giờ mình quên, bây giờ mình xin yên cái giá này mình múc cho nó một tí rồi không không có ớt á, mình sẽ cho vào mình đó. Mình sẽ cho hết cái số ớt này vô rất là đẹp. Có tỏi này các bạn thích cho hết thì cho, còn không các bạn thích cho một nửa tỏi thôi đó. Nếu mà cho một nửa tỏi vô các bạn cảm thấy gì, tỏi nó rất là ngon rồi, rất là kẹo mắm rồi bạn đó. Cái tô mắm đường mình đó bạn, tô mắm ngọt mình đến đây đã xong đó bạn. Giờ mình sẽ đưa qua một bên, mình sẽ đi làm rau nha các bạn. Đây mình có ít rau để mình ăn kèm đó bạn. Đây là xà lách gai này các bạn. Rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ cắt cái gốc của nó này các bạn. Đẹp quá bạn, mình sẽ bỏ vô đây. Mình sẽ cắt cái gốc nữa bạn. Cái rau mình sẽ không có bị dập đó các bạn. Mình sẽ bỏ vô rổ. Ở đây mình có một cái xà lách thường đó các bạn. Mình sẽ cắt như vậy luôn. Mình sẽ xếp hết cho rổ nha các bạn. Đây mình có một ít rau thơm như vậy nè bạn, vừa lá quế vừa húng dũi và tí tô rồi luôn, mình sẽ lật luôn nha bạn, mình sẽ cắt luôn để mình ra mình rửa để mình ăn chung đó các bạn. Đây các bạn sẽ cắt như vậy nè, nếu mà mình cảm thấy mình không ăn hết á mình sẽ để vào tủ lạnh đó bạn, là nó sẽ không bị hư nha. Còn nếu mình lật ra rồi á thì nó sẽ bị dập bị hư hết á bạn. Đó, mình bỏ tủ lạnh được nửa tiếng. Có một cái chảo mình sẽ cho dầu vô rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật ga lên nha. Bật ga lên cho cái dầu nó nóng nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Cái dầu mình đưa vô trong tủ lạnh nó rất là khô nè. Nó rất là ngon luôn đó. Bây giờ mình sẽ đợi cái dầu nó nóng nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra dầu của mình nè bạn. Đó, đôi đũa lên dày là dầu mình xác được rồi đó các bạn. Mình sẽ cho nó vô từ từ nha các bạn nha. Đó. Mình đừng có để là dầu nóng quá cho vô nó sẽ cháy nha các bạn. Mình sẽ cho nó vô từ từ như vậy nè. Các bạn cứ xếp hết vô là cái lượng dầu của nó sẽ hạ xuống nè bạn. Lạnh nó như vậy là được rồi. Và đừng có để dầu nóng quá mà cũng không để dầu nguội quá. Dầu nguội quá là cái bánh mình nó sẽ chai. Mà dầu nóng quá là cái bánh mình nó sẽ cháy nha các bạn. Đó, mình sẽ cho nó vô từ từ. Tại vì có khoai với cái thịt nó sẽ ra nước đó các bạn. Mình phải bỏ vô tủ lạnh cho nó khô.
Mình sẽ bỏ rời ra rồi khỏi này. Hồi nãy mình bỏ nguyên cả một cái dĩa vô luôn á. Các bạn cứ xếp hết cái dần dần. Và cứ xếp hết như vậy á. Và thơm luôn như này. Cái chảo này của mình rất là lớn, mình có thể chiên hết cũng được mà chiên một nửa cũng được các bạn. Mình chiên một nửa đi trở cho có đều. Mình thấy không? Bây giờ nó lượng dầu nó sẽ hạ xuống, mình sẽ nhặn ra nhỏ lại nha bạn. Cái lượng dầu nó đã hạ xuống rồi thì ra mình sẽ bớt lại và nhỏ lại, không cho ra lớn nữa các bạn. Ra lớn rồi sẽ cháy ra ngoài mà mấy trong nó vẫn cứ sống á. Giờ mình cứ đợi nó đi nha các bạn nha. Tìm nó vừa đó các bạn thấy không, nó vừa lửa như vậy nè. Bạn đừng cho nhiều lửa, trước khi chiên ta sẽ nặn vào đây một miếng chanh nha các bạn. Nặn vào miếng chanh. Các bạn biết sao mình nặn vào miếng chanh không? Thứ nhất mình nặn vào miếng chanh là để cho cái chả rong của mình nó giòn đi các bạn, nó rất là ngon. Thứ hai nữa nó sẽ không văng ra đó các bạn, nó hơi vàng một bên này nè, nhưng mình cho lửa thiệt nhỏ các bạn. Mình sẽ trở sơ sơ nó qua nha, mình không trở gì các bạn. Cái nào nó vàng mình cho trở sơ sơ lên như vậy đó. Mình sẽ cho nó chín đều hết hai bên nha các bạn. Nó không phải như cá mà để bên này vàng là mình chở nha các bạn. Cái nào còn ít mình sẽ trở nó qua và để lửa nhỏ đi các bạn. Bạn nên nhớ chiên mình phải dùng lửa nhỏ, lúc cần mình mới dùng lửa lớn nha, chứ không phải lúc nào cũng dùng lửa lớn và lúc nào cũng dùng lửa nhỏ là không được nha các bạn. Cái chảo giò này nhìn rất đơn giản nhưng mà nó cũng rất phức tạp các bạn. Tại vì nếu mình cho lửa lớn á, thì nó sẽ cháy, nó cháy phần ngoài, phần trong nó chưa chín. Mà cho lửa nhỏ quá thì nó lại lâu lắm nha bạn. Mình phải canh cái lượng lửa với cái lượng dầu. Các bạn nên chiên cái này mà còn có sẽ đổ nhiều dầu mà. Chiên xong rồi mình có sẽ chét nó ra mà, không sao đâu các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ để hiển như vậy, mình sẽ chờ nữa nha bạn. Rất là vàng không bạn. Nếu mà mình chiên đám dỗ, mình chiên làm tiệc các bạn, cái cỡ này là các bạn sẽ vớt ra. Rớt ra, tại vì cái tiệc đó là mình sẽ chờ nhiều khi trong vòng một tiếng đến nửa tiếng đó, mình vớt ra cái vòng một tiếng đó là mình sẽ chiên lại đó các bạn. Là nó rất là ngon. Còn cái này mình chiên ở nhà thì mình sẽ chiên luôn một lần luôn các bạn. Các bạn cứ trở cái bên nào nó vàng mà mình cứ trở nó rất là thơm luôn nè. Như các bạn thấy sao thì mình thấy rất là thơm. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó vàng hết rồi mình sẽ gắp nó nha các bạn nha. Tại vì cái lửa ga nó nhỏ đó bạn, nên nó chỉ riêu về bằng cho thêm lửa mạnh là nó sẽ cháy nha các bạn. Những cái nào nó được như vậy nè các bạn, là nó sẽ chín nó trong rồi mình sẽ gắp nó ra bỏ lên đây nha các bạn. Đó, mình sẽ quay cho cái rổ mình gắp ra nha. Mình sẽ gắp ra. Nếu mình chúc các bạn lâu, các bạn chờ ăn lâu quá thì mình sẽ chiên nó lại sơ một tí. Mà nếu như mà mình gắp ra lên ăn luôn thì nó rất là thơm luôn, rất là giòn nó các bạn. Giờ nó đã ngon rồi bạn. Có được như vậy rồi các bạn sẽ canh nó nha, chứ không còn nó sẽ cháy nha bạn. Mình còn mấy cao cuốn đó, mình sẽ bỏ nó vô nha bạn. Mình sẽ bỏ nó vô một bên. Mình sẽ xếp từ từ nó vô như này. Những cuốn nào được rồi các bạn sẽ cho nó ra ngoài đi.
sẽ chiên cho nó giòn hết như này. Cái vàng vàng đều hết rồi đó. Thôi ở đây mình sẽ vớt vào một lỗ này nè bạn. Thấy rất là ngon không? Giờ mình sẽ chờ nha. Bây giờ nó đã vàng hết rồi các bạn. Mình có thể gắp ra được hết luôn rồi đó. Tại vì trong nó đã chín hết rồi đó bạn. Bạn thích thì các bạn gấp ra hết, còn bạn không thích thì bạn sẽ cho vàng thêm tí nữa. Nhưng mình cảm thấy vậy là đã được rồi đó. Giờ mình sẽ gấp hết ra nha các bạn nhé. Mình đã xong rồi bạn, ngon, rất là ngon luôn á, rất là thơm. Bây giờ mình sẽ trở lại với rau mắm của mình nha các bạn, bánh tráng nha các bạn. Chả giò mình đã xiên chiên xong rồi bạn, đây một rồ chả giò và một chén nước mắm. Hồi nãy mình đã nấu mắm á bạn, và một chén nước mắm ngọt mà không cay cho con mình bạn. Ở trên đây mình có rau ăn kèm nè bạn, và chỗ đây mình sẽ có một bánh tráng củ chi để mình cuốn luôn nha. Nếu các bạn nào cần cuốn thì mình cuốn, còn bạn nào không thích thì mình cuốn rau không, phở bánh tráng cũng được. Các bạn thấy nó rất là ngon, rất là hấp dẫn không bạn? Nếu các bạn nào thấy ngon, các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha các bạn, để tiếp tục video lần sau của mình up lên nha bạn. Các bạn thấy không, nó rất là ngon. Một ngày mình sẽ cố gắng làm một video để up lên cho các bạn xem video mới nha. Cái phần dưới mình có cái nút chia sẻ đó các bạn, các bạn nhớ chia sẻ cho mình nha, cho các bạn mình cùng coi á. Cái ngày thứ bảy chủ nhật mình làm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối lần sau nha bạn.